Theo các chuyên gia, Việt Nam đã và đang trong quá trình phục hồi mạnh mẽ hậu COVID-19. Các doanh nghiệp đang dần trở lại nguồn sản xuất kinh doanh. Do vậy, thời điểm này, nhiều ngân hàng đang chuẩn bị vốn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đang dành khoảng 80% tín dụng cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt với các ngành nghề cần vốn để tăng tốc phục hồi sau dịch bệnh như du lịch, vận tải kho bãi, xuất khẩu, nông nghiệp. Đến giữa tháng 6, tín dụng đã tăng trưởng 8,16%, gần gấp đôi so với năm trước. Nhu cầu vốn cao nên nhiều ngân hàng đang mong muốn được mở rộng hạn mức tín dụng để có thể tăng cường cho vay hỗ trợ phục hồi kinh tế.